Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 5480 nha mọi người. Và đặc biệt đây là cái bản chip HQ. Chip HQ thì rất là khỏe. Đây mọi người, nó là Dell Latitude 5480 i7 7820HQ ha. Chip HQ rất là khỏe, hay nằm ở trong những cái dòng máy trạm đó mọi người. Và chip HQ thì nó tới 2.9 lận 8 CPU mọi người ha. Thì cái mẫu này thì mình cũng đặt cho nó cái mã đi A2 đi mọi người. Đặc biệt ở cái chỗ mà mình nhìn đó là cái này là lát phím và phím zin quốc tế luôn. Đây là zin quốc tế nha mọi người, ở Nhật, zin từ Nhật về thỉnh thật sự là rất là ít cái quốc tế. Ví dụ như nhiều khi nhập cái cả mấy trăm máy mình mới được một hai con phím quốc tế, có nghĩa là người ở bên Nhật người ta sử dụng phím quốc tế, là đây là chính là phím zin xịn đúng Nhật luôn, chuẩn ha, chứ không phải là phím quốc tế mà đại trà ở nó lẫn lộn vậy đó mọi người. Đây nè, rất là êm mềm, cái khi mà mình nhấn phím hoặc là mình làm việc đúng là chính xác là êm mềm, zin xịn của Nhật, zin xịn rồi của phím quốc tế ha, và phím nó cũng không có bị mòn gì hết mọi người, rất là đẹp. Góc cạnh thì cái đoạn chỗ này thì cũng sạch sẽ, tương đối sạch sẽ, nói chung là có mòn thì đã qua sử dụng rồi thì mình nhìn nó sẽ không như mới, nhưng mà vậy là tương đối đẹp rồi. Bàn rê chuột là lấp lánh ha, tương đối ok. Đây mấy chỗ này thì nó có bóng nhẹ, cũng nhẹ thôi mọi người, do ban đêm mình quay á thì dưới cái bóng đèn á thì nó sẽ nhìn nó bóng, nhưng mà thực sự ra thì nó cũng không có đáng kể gì đâu ha. Đây góc cạnh sạch sẽ, webcam vào đầy đủ, và đây là cái bảng màn hình 14 inch full HD nha mọi người. Đây nè, 1920 x 1080, màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết trơn á. Chỉ có là ở phía ngoài, là ở trên cái lớp lụa, là phía ngoài này nè, khi mà mình gập xuống thì cái màn hình á, nó sẽ gập xuống thì nó sẽ đụng với cái phím. Thì khi mà người ta sử dụng, người ta lưu kho và ít thường xuyên mở ra mở vô á, thì giữ nguyên như vậy luôn, thì cái vết của cái phím này nè nó hằn nhẹ lên ở trên cái đâu có chỗ này thôi nè. Bây giờ lên hình thì mọi người không có thấy, khi mà mình tắt máy rồi trên nền đen thì mình thấy nó hơi dơ dơ một chút xíu, không có ảnh hưởng gì hết. Còn bây giờ là ở bên ngoài như vậy là mình không có thấy, nền trắng nền đen hay nền thì mình không có thấy đâu, nhưng mà chỉ có là nó hơi hằn như vậy thôi, và mình nói rõ cho mọi người biết vậy, chứ còn là máy thì là không có vấn đề gì. Đây là cái vấn đề gọi là ngoài da đó mọi người ha, chứ không có bị đốm hay là phản quang hay gì đâu. Màn hình thì mình cũng so rất là kỹ để tránh cái tình trạng là khách về rồi mất công, rồi mọi người nói là mình nói không có trung thực, cho nên là sao là vậy. SSD là 512 GB, máy là hoạt động hoàn hảo ha, pin trên 3 giờ kèm sạc zin, màn hình 14 inch có LED phím và phím quốc tế. Cái ngoại hình thì cũng tương đối nha mọi người, ngõ Type C, chỗ này dơ hả ta. USB nè, SD. Bên này thì có ngõ màn hình, ngõ USB, và ở phía sau nữa. Cái này thì nó có phía sau nữa mọi người. Phía sau này á, thì ngõ mạng LAN, ngõ HDMI, USB, ngõ sạc ha. Và đây cái vỏ ngoài của nó, vỏ này thì nó cũng nói chung là không có bị bể vỡ hay cấn xước gì nhiều, nhưng mà hàng cũ đã qua sử dụng thì nó có những cái vết mòn. Như cái này thì nó có mòn tí ở chỗ này nè mọi người. Đây nè ha, nó mòn, mòn sơn ở đây 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 nữa ha, hai vết nè. Đây thì xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi, vậy thôi mọi người. Nói chung là nhìn từ xa thì tương đối, nhìn gần thì máy cũ đã qua sử dụng nó cũng có những cái vệt như vậy, nhưng mà được cái là pin vừa trâu, máy ok và phím zin quốc tế, LED phím nói chung hoạt động hoàn hảo. Giá là 7 triệu rưỡi cho con i7 7820HQ ha, RAM 16 SSD là 512, 14 inch full HD. A2 ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.